Ngày hôm nay, Bình Minh hân hạnh được đón tiếp một vị khách đến nhận máy ép cắm viên S270. Và tại đây, anh đã được chứng kiến quá trình thử máy với nguyên liệu là cỏ voi cùng với bột cám dùng cho dê ăn. Ngoài khả năng ép căng hỗn hợp nguyên liệu thành cám viên, các dòng máy ép cám viên trục đứng của Bình Minh còn có khả năng ép cỏ voi cùng với bột cám để tạo ra thành phẩm cỏ tơi nhỏ giúp dê ăn có thể dễ dàng hấp thụ. Về thành phần nguyên liệu đầu vào thì chúng tôi đã chia ra khoảng 30-40% là bột cám, còn lại là cỏ tươi đã băm nhỏ. Tiếp đến là trộn đều để tạo ra hỗn hợp nguyên liệu như trên hình. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang hướng dẫn khách hàng siết chặt quả lô trước khi vận hành máy. Khi tất cả công đoạn chuẩn bị đã được hoàn tất, chúng ta bật công tắc nguồn điện 3 pha để máy hoạt động. Quý vị hãy cùng theo dõi quá trình vận hành của máy ép cắm viên S270 khi ép hỗn hợp cỏ voi và bột cám. Để biết thêm thông tin về giá cũng như cần được tư vấn thêm, quý vị vui lòng xem ở phần mô tả mà chúng tôi đã để ở phía dưới đây. Quý vị thấy video của chúng tôi hay và bổ ích, hãy tặng chúng tôi một like. Và để xem thêm những video tiếp theo của chúng tôi, hãy ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúc quý vị chăn nuôi thành công!